COVID-19 của tỉnh Tiền Giang. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 26 tháng 9, toàn tỉnh Tiền Giang sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần của chỉ thị 15 cho đến khi có thông báo mới. Người dân được yêu cầu không ra đường từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, trừ những trường hợp thật sự cần thiết. Chi tiết ra sao kính mời quý vị cùng theo dõi. Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh yêu cầu người dân địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xem xét, quy định các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thiết yếu, kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát nhưng chỉ bán mang về, không được phục vụ ăn uống tại chỗ. Người bán phải thực hiện đúng quy định 5K, đeo khẩu trang và sử dụng tấm chắn giọt bắn, kể cả tiểu thương ở các chợ. Kiên quyết cho tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở, đơn vị không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch. Quy định việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có quyền quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn so với quy định chung đối với từng vùng hoặc trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục thiết lập, bảo vệ và mở rộng các vùng xanh trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, 50% làm việc tại nhà. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến, không tổ chức họp mặt ăn uống tụ tập tại cơ quan đơn vị. Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát phòng chống dịch các cấp trên địa bàn tỉnh, bổ sung chốt bên trong các khu vực phòng tòa, thiết lập chốt kiểm soát giữa các vùng đỏ, cam, vàng và xanh. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc đi lại giữa các vùng, đặc biệt là vùng nguy cơ rất cao, vùng đỏ với các vùng còn lại. Đối với người ngoài tỉnh và địa bàn tỉnh, phải có kết quả xét nghiệm real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2, phải còn trong thời hạn 48 giờ và cách ly tập trung 14 ngày. Tiếp tục thực hiện phương án ba tại chỗ đối với các doanh nghiệp, tổ chức tốt việc dạy và học trực tuyến. Mấy ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có chiều hướng giảm mạnh. Trong ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh phát hiện 81 ca dương tính, giảm 31 ca so với ngày 24 tháng 9. Thank